Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chị Banda nữa nè. Thì hôm nay chị Banda sẽ tiếp tục sinh tồn thế giới cổ đại nha. Và nếu như bạn nào thích cái sinh tồn này của chị Banda thì các bạn hãy nhớ nhấn like nè, subscribe kênh chị Banda nha. Và các bạn hãy nên nhớ là nhấn thiệt mạnh vào quảng cáo nè, để giúp chị Banda có được động lực để làm nhiều clip mới cho các bạn xem nha. Tôi đi kiểm tra cái con khủng long bảo chúa của tôi. Ok, bãi cát. Hello mọi người, chúc mừng sinh nhật chị Banda. Cái gì vậy? Sinh nhật chị Banda. Chị Banda là sinh nhật của bạn là... Bả là hát cô hồn, giờ chưa tới hát cô hồn các bạn ơi. Chưa. Cô hồn. Ôi cô long nó chạy kìa. Ôi cô long này nó chạy nhanh kinh. Vừa chứ không phải ngày mình đó mấy em ơi, chứ mà đang ngày tây đâu cho nên mấy em. Ngày tây mới là sinh nhật chị Banda gì, ngày mình mới là sinh nhật chị Banda các bạn ơi. Ngày tây thì không ai biết hết trơn á bạn. Ngày tây là không biết hả? Bà hồng dạng này quá dị lắm bạn. Bà không biết sinh nhật của bà mấy bạn ơi. Rồi sao? Sinh nhật của bà ơi. Bảo chúa đâu ai? Bảo chúa đâu? Ra đây coi. Chưa xem. Bảo chúa lớn chưa? Chưa. Nhớ mở dây ra nha. Ok đi tiếp các bạn ơi, kiểm tra con cọp. Cái chỗ cũng không bảo chúa đâu mà nhỉ. Đây nè. Trời ơi chị Banda ơi, có vậy mà chị cũng không để ý nữa. Ê, chị bị hôm qua mấy bạn fan mới bảo tôi là phải xây chuồng bằng một lớp khác, không là nó tông bẫy kiến ra, nó cắn lộn với lớp nhau. Đúng rồi. Nó cắn lộn để sinh tồn với nhau á. Tôi hay giờ cho nó lớn xíu đi rồi đổi lớp. Chừng nào mà nó lớn tầm qua cái đầu mình là mình đổi được hả mèo ơi. Bởi con này má ơi, kiểm tra con cọp của tôi đâu rồi. Con cọp răng bự lắm, bự lắm. Con cặp răng là con cặp răng. Thấy nó bự không? Thấy nó lớn rồi đó. Chị cho ồ, con cặp của mình được tiến hóa từ con bò đây. Đó. Nó giờ đi kiếm cái con mà chạy nhanh thiệt nhanh nè. Đó, giờ con dí theo cái con mà chạy nhanh nhanh thiệt nhanh đó con. Ê con cặp này trong phim mà kỹ bằng ngàn. Nó lớn rồi. Đó, con cặp này nó tên là cái gì mấy bạn? Hồi đó mình coi phim Diago. Diago đúng không? Trời ơi. Diago. Ờ mình sẽ đặt tên cho Diago. Đó mà. Thấy con chạy nhanh chưa? Tôi không nhớ. Tôi nhớ cái tên của nó. Hồi nãy thấy cái này nè, cao dữ rồi. Em thấy rồi, đúng rồi, em thấy con chạy nhanh rồi. Đã đào. Ok, mình đi làm cho nó một cái nem tắc các bạn. À, đâu rồi, đây rồi. Cập răng ơi, cập răng. À, không ăn rồi. Diago. Để coi, chim đâu rồi anh, chim đâu rồi anh. Ok, từ từ các bạn. Chết rồi, quả thiêu. Anh lấy trứng cũng lòng đi với lại khu ăn cỏ, phải bỏ lúa hoặc là thịt giặt vô anh ơi. Ok, cảm ơn bạn Philman nha, trời bạn Philman. Cái này là nó quá trời thịt giặt luôn em, nguyên ruộng luôn nè. Cái dạng như mèo làm nhiều thực vật trong đó lắm mấy bạn. Ờ, tức là thực vật nhưng mà để vô máy nó mới ăn hả? Không biết nữa, em bỏ vô máy luôn rồi mà không thấy cái máy nó vơi đi hết trơn á. Vậy chắc nó chưa. Cảm ơn bà Hồng Nguyễn nha. Tặng quà sinh nhật chị mèo cute, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Trời nhiều ơi, thấy mấy bạn tặng quà sinh nhật chị mèo cute quá trời. Không biết tháng 9 là sinh nhật của anh thì anh có được tặng không nữa. Để tới lúc đó mình sẽ tính sao mấy em mà những bạn nào tặng quà sinh nhật cho chị. Ủa, mà nãy tôi để tên Diego tôi chưa thấy ra. Chết quên. À, sao cái con này trong này cái đổi nước mà con slam dương xích thẹn vậy? Đó, cái gì vậy? Cái lớp đất nó tạo ra con slam đó chị Banda. Đáng ghét. Mình đổi cái hòn đảo khác. Từ từ để tập sau em xài đồ em đổi hòn đảo đó cho. Nó sẽ cắn trong cái lớp bay đó mày nè. Đâu cắn đâu, slam nó yêu thương động vật đó chị Banda. Phải không? Ủa cái chuồng này là cái chuồng gì? Có con gì nhảy cà tưng hả mọi người? Hello mọi người. Trời ơi, cái sau mình thì nó lại cắn ta. Cảm ơn em nha. Con khủng long bay ăn gì quên. Mấy bạn, gửi quà mấy bạn đừng có gửi thú cưng nha mấy bạn. Ừ, anh mấy bạn để quà lâu lắm rồi mới khui một lần mấy bạn. Kể như anh để lâu mới khui một lần. Mấy bạn gửi cái gì mà bảo tồn lâu được đó nha mọi người. Cái gì mà bảo tồn lâu được á. Yêu động vật mấy bạn, mình sợ có chuyện gì xảy ra với mấy bạn đó mấy bạn ơi. Ok, là đây con mèo của tao. Cái gì mà nó Diago. Vậy yeah, mày bây giờ mày tên là Diago. Cái con slam này. Trời ơi, con chạy nhanh tao lại mày chui ra đây coi. Mệt quá chị Bình. Giờ nó còn chạy nhanh hả? Để chị cứ muốn cho ăn đúng không? Mấy bạn biết mình đặt tên bé lông rồi là mấy bạn biết liền mình đặt cho ai rồi mấy bạn. Đúng không mấy bạn? Con nó đây kia không thấy em tức bây giờ. Tôi mới làm một cái bản tên bé lông rồi cực kỳ dễ thương luôn. Bé lông rồi. Ừ. À, tôi biết em cho con nào à? Con nào? Cho mấy kia em trên này chứ gì. Ok, tôi đặt tên là Bảo Chúa đây, tôi đặt tôi cho Bảo Chúa. Còn chị Bánh đây chị kiếm con chạy nhanh chị cho nó ăn. Ê mèo cho con chim nó ăn chưa? Con chim con bay á. Con nào? Con tên là bay hả? Bay ừ. Mới lên cho ăn xuống. Tôi đặt cái máy mèo chạy sáng. Mèo cũng muốn nuôi khủng long mà có cái ba cái sừng của mèo. Muốn nuôi khủng long có ba cái sừng. Rồi rồi. Con nào cũng nuôi hết á. Ờ à, tôi có một thêm con cua này, mày muốn nuôi con cua không? Được cua. Tôm. Ok mình sẽ cho sức trúng con tôm này ra mấy bạn. Sản xuất luôn. Ủa con cá sấu này nó nhảy cà tưng hoài mày biết không? Cá sấu nó nhảy cao kinh. Con quỷ nó muốn trốn thoát mà. Nhảy ba lóc á. Nó nhảy ba lóc nha, chứ không phải nhảy hai lóc đâu. Tao xây cho mày cái miếng đất nó quấn ba lóc luôn hả? Bên nào? Bố động, bên này sao lên mèo. Thấy rồi. Mình mà đi thiền ngang nó là nó múc liền. Cái này nó chướng rồi chứ. Chướng khí, âm binh thần trưởng. Từ. Mình xây cho nó nguyên miếng đất vậy nó mở ra, nó nhảy vô đầu cắn lộn với mấy con khủng long trong đó. Ờ đúng rồi, giống thế. Nhìn cái gì á. Mà anh gì cứ nhìn kìa. Sao cái gì mà đúng quá thần trưởng. Như người ngấu đá thì chứng tức. Bên đây nè đứng.
Để chị đi. Bà Na này bà chửi cá sấu bạn ơi, tội nghiệp cá sấu. Cái chỗ này nó nhảy lên được không ạ? Xin chào mọi người nha. Đi qua đây nè mày. Nè nó nè. Ok. Nè con cá sấu nó muốn nằm vậy nè. Làm sao chị Bà Na? Bởi vì nó đâu có nó xuống nước lên cà phóng không chị lôi lên đây nằm im ru nè. Chị nói là bờ chưa? Nhiều khi cái con đó là cái con nó muốn ở trên bờ giùm tao ơi. Bởi vì chị nhớ cá sấu là nó nằm vậy đó, bơi dưới nước không chịu. Nó đổ trên bờ sấu là nó nằm. Hèn gì xem nó muốn xuống nước mới xuống. Ôi con cá sấu nó bự nhanh quá vậy. Xem chút nó là chắc xem chút chắc gặp luôn á. Nó lên đây nó đang vui nè, nó khùng khùng rồi nè. Ừ, hết tưng 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 tưng. Rồi, tem school stick, ok. Làm hổng rồi. Cái nó vẫn ổn, nó mới 1 tuổi à. Ấy, em coi con bé yêu của em mấy tuổi rồi. Bé yêu, lại đây coi nào. Bé yêu ơi, bé yêu, bé yêu. Bé yêu nào, nói chuyện với bé yêu nào, chị lôi đầu lên luôn cho. Bé yêu, 6 tuổi. Lôi đầu nó lên vậy bên nè. Bé yêu vậy chứ, 6 tuổi vậy bên nè. 6 tuổi. Ờ, đúng rồi, 6 tuổi. Bé cục này á. Bé yêu 6 tuổi, độ vui của bé yêu là 100% luôn. Bé cục này á, yêu tinh chứ bé yêu gì. Mới đẻ ra mấy bữa sao tuổi. Xong nữa hả? Xong chưa? Ờ, đúng rồi. Con này với con trên đời giống nhau quá vậy? Không, nó cái kiểu họ hàng á chị Bella. Bảo biết nó cắn lộn với nhau không? Thằng này kiểu như chưa mọc chân ra nè. Con đúng rồi, cái thằng này đó nó chịu dưới nước. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đúng rồi, thằng này nó không chịu dưới vậy chị Bella. Họ hàng rồi, họ hàng rồi. Nó nằm nó ngủ thì ngon ngon lành ghê không chị Bella. Con này giờ lên đây nó hết nhảy rồi nè. Wow, hôm nay cái quang cực nó bị cực quang nó bị màu đỏ mày ơi. Quang màu đỏ. Cái chân sắp có con nào quấn lộn với con nào rồi đó. Tôi theo cái nghiên cứu là mấy cái cực quang này nó còn thể hiện là cái mùa sắp tới nữa. Có không ta? Tôi nhớ tôi đọc đâu á. Nhiều khi tôi đọc lộn cái mà bạn, nên mấy bạn đừng có tin tưởng về những lời nói của mình 100% nha bạn. Không mấy bạn kiểu đặt niềm tin vào quá phải không? Đặt niềm tin vào quá. Chỉ thì nói anh hứa chỉ đó thì kỳ. Thôi mình nghe, mình nghe lỗ tai bên trái, lỗ tai bên phải rồi. Nghe rồi lọt qua chỗ khác đó mấy bạn ha. Ừ. Con cọp của mình. Mình dài quan tâm, nó nhớ kỹ lắm, nhớ dài lắm. Đừng quan tâm anh hút em nói gì đó. Chủ yếu coi livestream thôi. Có cái hồ nhỏ này mình không biết mình nên nuôi con gì với hồ không ta? Có cái hồ trong cái chuồng bự của mình nè. Tôi để nó uống nước đó. Tại sao mấy cái con skeleton này nhìn nó khó chịu quá chị Bana, lâu lâu đi cứ gặp cái này nó có ai mà dễ chịu với nó đâu. Thấy cái mặt móc nó từ xa là không có gặp. Từ từ nó xoay kìa. Ê mày chỉ có tin là tao thả khủng long này cho khủng long cắn mày xếp quần không? Lên ra tới đây tới đâu 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 nó rồi nó coi mày có tin tao thả mày vô chuồng khủng long không? Mày chị Bana cứu em chị Bana. Chị dứt nó đây. Em tôm anh ơi con tôm từ từ mấy bạn kêu con tôm. Tôi sẽ nuôi con tôm ở trong cái hồ nhỏ trong cái chuồng đúng không? À đúng rồi. Đúng rồi, tôi sẽ nuôi con tôm cho mấy con khủng long được ăn hải sản. Tôm ăn ít gà hả? Ê, thời này không biết con tôm thì ăn ngon không ta? Hên xui. Chắc ngon. Con tôm thì tiền sử nó ăn ngon. Ê, nó lớn lên cho tôi lấy thịt của nó nha. Ok, thôi mà phải chi mình được ăn con này thiệt ha. Con tôm là tiền sử chắc nó to lắm. Ui, nó có bé xíu à mẹo, nó kìa nó bơi. Kệ, nuôi từ tao đó ta. Đây còn bò kẹp vậy mấy bạn. Nè. Ui da. Bơi kìa chị Bà Na. Ủa, này nuôi nó tới bao giờ mới có ăn này. Ui, nổi da gà quá, nhìn mấy con tôm nó ớn ớn. Ê, có ăn gà đúng không? Có nó ăn gì vậy? Cái này con cua nhện đó chị Bà Na. Làm thịt đó đi chị Bà Na. Cua đâu đây? Nó đâu? Con tôm rồi. Kệ nó bơi dưới chân chị Bà Na kìa. Nè. Con tôm nè. Ủa con cá sấu làm gì ta? Nó bơi chứ làm gì? Rồi mắc mới gì trên bờ không bơi đi xuống nước bơi. Từ thì nó bơi trên đời nó chán rồi nó đi xuống nước. Thường mấy cái con nhỏ mới thả ra nó ngồi quá ha. Mọi người có ai nhà nuôi cá sấu không ta? Tôi đi vô tiệm ăn á, tôi thấy ta nuôi cá sấu á, tôi nghe cái tiếng mà cá sấu con nó kêu két 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 cái mèo. Khoái không? Khoái. Có vậy mình nè. Rồi con tôm nó ăn cái gì vậy? Con tôm nó ai biết chắc nó ăn mấy cái đồ chị chị vẫn mặt nè, cá sấu nó kêu két két nè. Ê bà xào ke dưới nước làm gì phát ra âm thanh được. Rồi con tôm nó ăn con cá. Ờ, đá đỏ của mình đâu rồi, mình cần làm thêm một số cái đuốc đá đỏ mấy bạn. Còn mấy con nhện này cứ biết nó ăn gì không mèo? Nhện nào? Nó ăn dao á. Mấy con nhện mà nó cứ cắn mình trong mặt cái mèo đang tập. Nó chỉ ăn kiếm. Ăn kiếm với ăn chém. Nó ăn chém. Giờ gặp nó là cái kiếm em gà rung chỉ bị bơi lên chém liền. Bỏ tay nó. Sao sờ lan nó này xuất hiện hoài bực thiệt ghét gì đâu. Ghét không vậy nè? Rồi, nó chèn lên nó đè con khủng long vậy rồi nó cắn vậy luôn. Dứt nó nghe nó cắn. Nha. Anh có mề gà lưng tròn. Nuôi nó, anh nuôi nó đi. Chị về chị cho chị cái đầu con chó nha. Anh thấy mề gà lưng đôn ngoài tự nhiên chứ anh không có nuôi được con mề gà lưng đôn mấy bạn. Anh chưa có thấy nó. Anh chưa có DNA của nó mấy bạn ơi. Chị về chị cho chị cái đầu con chó nha, chị đội vô chị quýnh mấy con. Okay. Chị có chừng trái khủng long chị đang nó tạo ra sấm sét á. Khủng long mà đứng gần con chừng bị trái á. Phải không? Thôi vậy đi quýnh thường đi. Nói chưa nghe sao rung liền. Mèo, tôi nuôi con khủng long ba sừng ở đây nè mèo. Được. Nhưng mà tôi sợ nó mất quá à. Tôm đâu rồi? Đứng cạnh cái trứng nha mèo. Ủa con tôm đẹp quá vậy? Con tôm nó giống như con bò kẹp ha. Ngon quá ta, nhùm ăn được không?
có đọc gì vậy? Con tôm này ăn cái gì? Nó có đọc không? Con tôm đó tôm đá, cứ nhắc ăn lừa đá. Nó cà dũi các bạn ơi, con tôm này nhỏ xíu mà nó trắng trắng. Cảm ơn bạn nó ghẹt nha, phóng xanh đi anh. Nhiều khi mình phóng xanh đó, nó còn mau chết hơn là mình nuôi nữa. Tôi đau đầu với bạn này quá ta, tôi nuôi khủng long là để tôi bảo vệ khủng long mà. Người thì kêu tôi chăm nó, còn bạn này quất một câu luôn, làm sao phóng xanh đi anh. Không lấy giờ anh thả trứng nào ra cái anh thả vô trong rừng Minecraft thì cái nó đi mất tiêu, cái nó ê để nó thôi chị còn cái đó mình đó. Thấy nó luôn, nó bị zombie cắn chết vậy. Cái là mình phóng xanh vậy sao mình không chỉnh game một lấy trứng ra rồi mình đặt thịt nhiều ra vậy, mình bỏ rơi vậy có đi lạc phóng xanh đâu, đi lạc tội nghiệp nó đó, nó vậy nó không có giống sinh tồn, mình phải kiểu vậy các bạn. Bảo vệ nó mấy bạn. Chị thấy em hát không? Thấy. Sao? Em ghét chị luôn. Tại chị nghĩ chơi với chị lắm. Dân khắc lợi không? Nghĩ chơi với chị luôn. Cái con này nó bơi thì chứ. Chị mà tan hết rồi. Vậy. Rồi để nó đó đi mấy bạn ơi. Trứng mà không hát nữa, hồi cái trứng này nó ung luôn á. Nè xấu, mẹ thịt đi xấu. Mày xấu vừa bà bánh đai vậy xấu. Tại mèo mèo để yên, tôi đặt tên đó mèo. Ông đặt tên đó là bánh đai cho tôi. Không, không có được. Tôi phải đặt tên đó là con rột chị Banda. Đúng rồi. Không, đặt tôi đặt tên cho chị chạy cho. Im lặng. Mình đâu có mega lên đâu. Ui, ok, mình tính cái trứng lúc lắc. Trứng lúc lắc, trứng lúc lắc, trứng lúc lắc. Rồi, tôi bê tới liền. Tôi bê là Banda. Đứng lên bê tôi. Lúc lắc, cầm con dây sẵn luôn nè. Lúc lắc. Chị thấy không? Thấy không? Đạp ra đi, đạp ra đi. Sao lúc lắc thì đỡ rồi. Đỡ rồi, nhớ. Cũng là ba sừng nè, thấy chưa? Mày bị cắn cái miệng sao? Con này ăn gì? Con này ăn gì? Thật. Tôi owner rồi, Rồi sao mà nó đó là của tôi cho nó ăn cỏ đầu tiên nè. Vậy tôi không thích hợp cho chị con ơi. Con nhiều con ha, muốn nuôi quá à. Còn nhiều con này lắm chị Banda, muốn nuôi không? Chị Trân ơi. Két rồi. Đã quá hăng. Ồ, đó là một cái lò chuồn chuồn to mấy bạn. Chuồn chuồn mình nuôi làm gì ta? Ê, nó bự lắm. Chuồn chuồn nó bự như cánh tay của mình vậy mấy bạn. Ôi, kinh khủng này chứ. Cái chỗ này muốn gắn cửa gắn sao trời. Mình là người sợ côn trùng mấy bạn. Nếu mà mình ngoài đời mình thập một con chuồn chuồn là bự như cánh tay của mình thì chắc mình biếu. Mình sẽ thả nó trong đây đi ha. Anh nghĩ là nó không bay quá cao đâu mấy bạn ơi. Nó bay tầm ngang là đà. Lụi nguyên cái đầu nó vô cái lớp đất ngủ. Trời đó là nó là con bò đầu hai mà chị Anh đang thông cảm đi. Hèn gì. Nè con chuồn chuồn nè, nó mới đầu nó sẽ làm ấu trùng bơi dưới nước nữa bạn. Đó. À có ấu trùng nhỏ này đúng không? Đúng rồi, chị thấy mấy con chuồn chuồn nó đẻ trứng dưới nước không? Đúng rồi. Em nói con cọp này nó là đầu hai thì con bò là chắc chắn là không chặt vào đâu được luôn chị Bình Đa. Thì bữa cưng ghim vô con bò thì đương nhiên rồi. Em biết vậy là em ghim vô chị rồi. Chứ thà chói cãi đó là không phải con bò đâu. Con nào không mấy thương, bạn kêu anh nuôi con Diplodocus đi. Ok, mình sẽ thử nuôi con Diplodocus nữ mấy bạn. Mấy cái nguyên liệu này là được làm từ cái loại quặng gì ta? Cái loại quặng màu tím nè. Chị đang dắt cọp. Con bát. Chị đang kêu là con bò mấy bạn. Ôi chùa này có con gì chưa? Chưa, mấy cái chùa này chùa trống hết rồi. Chị cho nó cái loại quặng làm từ những cái cây gì nữa hả? Wow, được nha. Wow, độ bền đâu rồi, có độ bền không ta? Đẩy nó vô phụ chị đi. Nó có hiện độ bền các bạn, nhưng mà cái lò quặng làm từ cây đó thì được. Cứ đạp bự. Mình có cây rồi, mình có mấy cái nón này mình làm, mình nấu ra được ta. Rồi, ok, tay kiều quá ghi mết. Đó. Mình sẽ nấu thử cái lò quặng này ra coi. Con chuột cái bên nữa nè, con chuột này nữa nè. Đúng rồi, con chuột. À, con voi ma mút bị những con cọp đang tấn công các bạn. Dồn ra túi. Ok, có một nữ thần hình mặt con heo, tướng mặc đồ bikini sexy giống như là chị Banda đó. Cái gì? Long bạo chúa, ok luôn, gắt dữ. Cưng lại đây, cưng mở cửa cho chị Long chim cho giờ mày. Thôi chị Banda, em đang nghiên cứu, em đi khoa học. Chị Banda, em đang trang trí cái này lại. Heo đi, con heo đi, chị Long chim. Chắc. Mèo làm gì mèo? Chị lỡ tôi quánh vô đầu con chim. Chắc. Chị Long phan quá. Có một con quái vật dưới sông. Rồi. Chìm chiếc tàu luôn các bạn ơi. Xin lỗi mấy chim, anh ơi em xem muộn cháy rồi anh ơi. Cái gì mà cháy nhà gì á? Cho ăn lại nè. Đâu có cháy đâu. Rồi ăn lại nè. Trả chơi cho chị. Đâu có cháy rồi. Rồi nhốt chung chuột nhưng cọp á, hai con này được phần quá rồi. Từ từ các bạn, anh đang nghiên cứu các bạn ơi. Ở kìa, con cá sấu của tôi đâu vậy? Ở chị Banda, cá sấu của em đâu? Chị đâu biết? Nào ai ăn cá sấu không đâu là làm gì? Bởi chị nói có chị nhảy năm lóc á. Chứ nhảy cá sấu sao con sao cô ép xếp ở đây rồi? Cái gì vậy? Nè cá sấu đâu rồi? Sao mất tiêu còn ép xếp ở đây không nhỉ? Gì thế ớn vậy? Không lẽ chết? Ủa sao nó chết được? Con kia cắn nó. Hôm nay hai con này cắn lộn với nhau tự. Rồi sao mà con cá sấu của em nó bị cái con này làm thịt rồi? Cái thằng này. Rồi mà không sao các bạn, mình còn trứng cá sấu nhưng mà cái việc nuôi cá sấu lớn lên cực quá à. Thằng này sao nó ăn thịt con cá sấu? Nó là chung đồng loại mà. Con này nè. Thằng đó nó chung đồng loại vậy? Con nào cắn nè không? Con sên
nó cắn chị con sơn đó. Con sơn nè, con sơn nó chị sơn này hả? Vậy không sơn nhiều khi con sơn này nó cắn cá sấu nè, em phải giết nó mới được, nhìn nó khó chịu. Rủa hả? Quánh nó mà kêu ken 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 không à? Quánh nó cho chị ghét, nó hởm rài lâu lắm mà chị không biết là của ai. Con ốc hả? Đúng rồi, nó là con ốc á, giết nó đi, nó có liên quan. Ê con rùa nó cắn chị, nó tính cắn chị Panda nữa nè, thấy ghét ghê không? Nó cắn chị Panda kìa. Con nào cắn vậy? Nó chị Panda, con này nè. Con quỷ này hiểu quá ta. Hả? Con rùa nó cắn chị, con rùa. Giờ em đã có cái con khủng long mà gọi là đối thủ của T-Rex này nè mèo. Tôi có nè mèo. Có chưa? Có rồi, bây giờ mèo nuôi cho tôi một cái lồng kế bên cho tôi. Đây nè. Sau này tôi nhân giống ra tôi cho hai con cắn. Kế bên có đó, nè thả vô liền đi, có cái lồng liền luôn. Có lồng rồi luôn hả? Có rồi. Đây, được. À cái lồng trống này hả? Đúng không? Lồng trống kế bên đó. Coi không có cái chỗ đứa nào rồi, dép nó vô. Rồi con T-Rex của tôi nó to rồi. Ok, được lắm. Rồi chị Panda đi lắp đá đỏ vô cho em chị Panda. Lắp đúng đá đỏ vô cho em. Không nói làm chị không có cầm theo giờ phải đi vô nhà rồi. Ủa ai cái này hay thấy chị Panda bắt tiêu. Em cắm rồi đó. Đứng chờ ở đây. Hết muốn lên em coi rồi. Tao chỉ chọn cái cung đá đỏ vô cái trứng. Tao không lấy cái trứng ra. Giờ mình tôi chưa đóng cửa đây cái. Tôi đóng cửa là cái. Quá tà chuồng. Cái chuồng này là dàn cái nào ở đây. Đâu, tiếng lúc lắc đâu. Chị đừng có lừa em. Lừa em là em chém chị nó. Chị có lừa không? Lúc lắc có cái đốt chính giữa không dám đặt. Rồi hên quá hay quá. Đó. Đó. Con này mà là đối thủ của bạo chúa hả? Từ từ chứ, nó còn nhỏ mà. Thôi nhìn nó có chuyện giọng như bên đang lia lịa thôi. Chị thấy con nào thì cũng cho ăn á. Mèo đang phải của em. Mèo đang muốn dạy như thần phục một con khủng long á. Nó không phải của em. Nó tại vì nó mới nở là nó không có ăn. Này em chim tới đây em mấy bạn ơi. Ok, và cái sinh tồn này của chị Panda đến đây là kết thúc rồi nha. Và nếu như các bạn thích cái sinh tồn này của chị Panda thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh chị Panda nha. Giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye.